trung tâm của lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Đối diện với khán đài, trên phần sân cỏ phía trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là đội xếp hình. Hơn 6.000 cán bộ chiến sĩ của quân đoàn 1 và quân đoàn 2 đã tham gia vào đội xếp hình này và sẽ thể hiện những hình ảnh tiêu biểu của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử 70 năm qua, bắt đầu từ mùa thu lịch sử năm 1945. Và lúc này thì tại ngã tư Hùng Vương, Quán Thánh thì gần phía trước phủ chủ tịch thì đoàn diễu binh diễu hành đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù còn gần một giờ đồng hồ nữa thì chương trình mới chính thức bắt đầu. Hơn 30.000 người tham gia lễ diễu binh diễu hành ngày hôm nay đã tập luyện suốt hơn 3 tháng để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Và một điểm nhấn đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay đó là sẽ có 25 khẩu pháo bắn 21 loạt trên nền nhà quốc ca. Và việc bắn pháo lễ sẽ do Lữ đoàn pháo binh Tất Thắng đảm nhiệm. Hiện nay tại khu vực Hoàng Thành Thăng Long thì khối bắn pháo lễ đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho giờ khắc quan trọng. Vâng, chương trình lễ kỷ niệm thì sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay. Và trước thời điểm đó thì chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn không khí và những hình ảnh chuẩn bị cho buổi lễ. Còn bây giờ, xin trở lại với trường quay. Vâng.